Một bàn tay đếm ngón tay. Quay mặt về phía trước. Trời ơi, tước gì? Tước gì? Là tôi quẹt hả? Hồi sáng em làm gì chị già vậy? Đẹp lắm nha, bé ơi, bé ơi, đẹp lắm nha. Đều trời chứ. Ơi, đều cái chứ. Mặt có 5 cái lằn luôn. Đẹp. Dễ thương không? Dễ thương, dễ thương. Lào được hai con mắt này thì... Rồi giờ chơi lớn không? Hả hồng ra. Anh Lộc có tội gì? Anh Lộc có tội gì? Ây! Còn trái cười. Sao phạt nặng vậy? Rồi. Không sao, sáng sáng cùng là nước nó rửa cái mặt lên rồi, ok mà. Giờ mới lọt thua công mà không có tức mà nghe nó cười mới tức. Lan Ngọc, hình phạt đã đến. Nãy tôi thả họng rồi. Dù để cái càm lên. Đúng rồi, cãi cha cãi mẹ. Tại sao vậy Ngọc? Hả? Hả? Có bị ngọt nước không? Cái này chắc màu đen quá. Rất rắn. Rõi. Rất rắn. Rõi. Rất rắn. Rõi. 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 Đây. Đồng đội tụi em đi. Đây đây đây. Cái này là để... Rồi xong rồi, xong rồi đừng nói gì hết. Lấy ba chứng đi. Rồi ngồi xuống. Đó. Ê, ê, chưa bể, chưa bể, chưa bể. Này chín rồi con, nó vậy thôi đó. Con bỏ chín bỏ. Đau. Bé rất là nhanh nhẹn nha. Nhanh nhưng lắm. Mà nó chụp đây được. Đây là con đây đây. Đánh đâu? Đập liền cô Vĩ. Xoa từ từ sợ lắm đối thủ. Thù à, thù nữa à. Mạnh vào. Mạnh. Dây vậy, phải dây lên. Đúng rồi, tập từ từ thôi. Ủa, đội nào? Đỉnh đầu, đỉnh đầu. Tay đúng rồi nha. Đỉnh đầu, đỉnh đầu. Tay đúng rồi nha. Tay đúng rồi nha. Ủa, em bên đội nào vậy anh trai? Em bên đội nào vậy Tú? Em á, bên đội trung lập. Ok anh trai, tôi nhớ em rồi. Yeah! 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 Trời ơi! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Y chào! Y chào! Hai gì vậy? Ủa gì vậy? Đổ ông em, của em, của em. Ông ơi, em đợi anh mà. Ông ơi, em lỗi sao? Bé, bé! Nhẹ hai bên này thôi. Người ta bên đợi mình, nhưng mà nhà bên đây không tin luôn á. Không, em lo cho anh. Không, em đừng có xạo. Tôi thua em vui. Không có, em lo. Em hút trọn luôn rồi. Hai trứng. Từ từ thôi, từng trái một. Xoa trên đầu. Đạp vô, đạp vô. Đấy, đạp vô trong đầu anh. À! À! Đau quá rồi. Một chứng nữa, ngẫu nhiên. Đứng chín, đứng chín. Trời ơi. Chính nó mới đào. Chính nó mới đào. Bây giờ á là phải chơi cho đen hết mặt mới vui. Khoan, thắng thua sao? Tôi tố thêm hai con em tôi nữa.
Nếu thua là ba đứa tôi bị chung. Này nó chơi ở nhà có luyện, tôi đâu có luyện. Nói chưa hên xin. Dạ hơi bị xịn. Thôi đừng xạo quá đi. Đằng trước đi. Dạ. Thấy không? Rồi xong, thủ luôn. Đó, à, ủa khoan xí xí, cái chai em ai móp không, rồi đèn. Không, anh móp không có đứng được. Được. Hồi nãy được, được, được. Dự nhau mà. Bình thường. Đậu cho cao dứt. Cao quá, cao quá. Nói chưa, em đâu có được đâu mà. Rồi. Đó. Ê. Anh hay quá trời. Anh hay quá trời. Đó. Yeah. 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 Em còn tụi em nữa. Đúng yeah. Đâu có, đâu có. Bây giờ thách đi. Bây giờ nè. Thách đi. Đúng là phải người người trắng chảy người đúng trắng rồi, đúng bán. Rồi. Em xin luật nè. Vô đây luôn. Trời ơi, tự nhiên máu nổi lên rồi. Vô đây. Để tôi trước cho em chơi. Mời anh. Chết. Dữ vậy em trai. Em vô đây. Em trai. Tâm lý nào mà em làm được với tôi. Ráng rồi ráng. Không có được đâu. Chai móp không có đứng được. Dài ngang không phải dài ngang. Không thể nào ăn được nó liền ta. Hay vậy. Chết mất rồi. Chết mất rồi. Chết mất rồi. Không, cái này ráng thiệt nha. Bất bằng luôn á, ghê không? Tiếp tục anh Luật. Sao? Anh giọng dữ lắm mà. Hồi nãy anh ngu anh đập mạnh quá. Tài đào quá. Mất quá ta, yên tâm. Lần này sẽ phân thắng bại. Có người thua. Đây. Tập trung nào, tập trung nào. Bác ơi. Trời ơi, trời ơi. Anh em mình phải đi cặp sao. Bảy lượt. Anh Luật bảy rồi. Bảy lượt. Tập trung. Ê. À, em hiểu rồi, phát là theo. Anh không được là phát không được. À, 30 chưa phải là tết. Anh Luật. Luật đi. Khoan. Tại là thua rồi, Luật đi trước mà. Tại em trai. Sao nãy anh đẹp dữ mà. Chưa hết. Chưa hết. Giúp mặt mà không để mũi. Như vậy là khoan. Đúng. Tụi em thách đấu. Cái gì nữa? Nhìn như đang khóc vậy. Còn Tấn Phát ở đó mặt trắng. Chắc tụi em thách đấu. Em dính vàng nè. Ôi tim hả? Giờ em dính vàng. Giờ đây là đen hết rồi. Đúng. Em muốn chơi với những người chơi đã luôn, đen. Chơi luôn. Hai cái liên tục mà thua tức thì. Em đi trước. Anh xui. Hồi nãy giờ là anh chưa quăng cái nào đúng không? Anh Luật làm trọng tài. Và bây giờ bạn tôi cầu cho bạn tôi thua. Em trước đúng không? Trời ơi xíu nè. Đó nãy. Đó nãy. Mới cái đầu tiên thôi nha. Nãy giờ chưa quen tay. Ê trời. Sao em chơi với anh chơi hay lắm mà. Hay lắm mà rồi xong. Tâm lý nào. Ủa em trước mà. Đúng em rồi. Trước là anh sau rồi.
là anh đúng lượt anh rồi, em đâu còn lượt nữa. Có nghe câu à, ngựa non háo đá bao giờ chưa? Anh dùng em đi trước. Dán mái tóc, huyền thoại đi qua một bên. Trẻ người non già không thấy được núi Thái Sơn. Đúng là thắng rồi, nói cái gì cũng đúng ha. Mà cái này là tôi nhạy cảm lắm. Ủa hay vậy? Mấy cái này anh nhạy cảm. Thấy con muốn thách đấu với lại anh Giang. Chơi, em chơi với anh. Rồi em đi trước đi. Khoan, chơi gì? Chơi cái này đổ nước lên chém mặt. Ok. Ok. Chơi lớn vậy. Ôi, em chơi rồi. Này lắm. Trời, mê lắm, thương mau chịu. Không phải, cố dữ lắm. Nè, coi nè. Để anh Giang chơi trước đi, để anh Giang chơi trước. Cơ hội, cái bản mặt như cái nùi dẻ nè. Được em, được em qua, ngang, được qua, em ơi, đúng được rồi. Em gái, em gái thương nè. Thương. Ôi, trời ơi. Em gái thương nè. Thương. Ôi, trời ơi. Xíu nè. Thương, em gái ơi, em gái. Anh thương nè, thương cưng. Đó. Ủa, anh trước lại. Anh trước là anh thua rồi. Xa, 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 xa. Trời ơi. Xa, 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 xa. Sao biết đâu? Bây giờ tôi với Lan Ngọc chơi. Ai thua liếm cái này. Chơi. Chơi. Liếm luôn hả Ngọc? Liếm. Trời ơi. Tới giờ thi mà tôi còn chưa biết làm gì nữa. Xích vô. Nó phải nó ở đây nè. Ăn quặt được đây. Cái hồn nè. Anh vậy rồi sao mà đội mình thắng? Không hơn thì khi hơn. Đó. Đó. Chưa chạm bàn. Thằng Giang kiểu vậy. Trời ơi. Trời ơi, hơn như vậy. Liếm này, liếm luôn, liếm luôn, liếm luôn. Liếm nè. Đợi tao, đợi tao. Đã quá. Bây giờ nè. Cái miệng. Bây giờ hết đảo nè. Sạch sạch hoài. Nuốt luôn hả? Hết rồi. Hết chơi rồi. Nuốt luôn kìa. Hả? Hai chai một lúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình 7 nụ cười sau. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có luật nhân quả. Ngày trước mình gây ra tội thì ngày nay mình phải chịu hình phạt. Mỗi người sẽ chịu 5 quả bóng rồi bay thẳng vào mặt của mình. Người đầu tiên đó chính là... Để tôi. Tiến luật mời. Đến thì phải đón thôi. Anh nhìn hố bên luật đi. Vô. Hãy nhìn tất cả những cái này, đó chính là nghiệp báo. Anh Việt có nhận đó. Rồi giờ chơi lớn không? Hả Hồng ra. Anh Lộc có tội gì? Anh Lộc có tội gì?
cười. Sao phạt nặng nha mọi người. Đây, không sao, sáng cùng là nước nó rửa cái mặt mình rồi, ok mà. Giờ mới lọt thua mà không có tức mà nghe nó cười mới tức. Lan Ngọc, hình phạt đã đến. Nãy túi thả hồng á. Dô, để cái càm lên. Đúng rồi, cãi cha cãi mẹ. Tại sao vậy Ngọc? Hả? Hả? Có bị ngọt nước không? Cái này chắc màu đen quá. Con không để đi không, cái này nó không có đen. Kể nó, kể nó, kể nó. Nhanh. Cho em cái đen anh. Đó chị, tô đen rồi chị lại rửa sạch em. Bây giờ chị lại tô đen. Chạm thôi á. Ba trái rồi. Xuất. Nhìn đài đi, nhìn đài đi. Ủa? Tắn không vậy? Nãy rồi, sao? Sập luôn hả Ngọc? Sập luôn. Hãy nhìn những lỗi lầm mình đã gây ra. Ôi! À, đen. Đen. Trắng. Cái này trắng trắng. Cái nó đen đó. Cái nó đen đó. Thêm trái nữa, thêm trái nữa. Phía đâu đã bị vô lỗ mũi, đã bị ngợp rồi. Trái rồi. Như vậy là hình phạt đã phạt xong rồi. Ngày hôm nay phát đến với chương trình thấy sao nào? Dạ vừa vui mà vừa dơ nữa anh. Tại vì lần trước em tới thì nó cũng còn sạch sẽ. Lần này em te tay tay quầy luôn. Vô thử đi. Thử thôi, một trái thôi. Thử cái gì? Nhẹ nhàng lắm. Xỉm xăm. Xỉm xăm. Xỉm xì. Xỉm xì. Em ván mà tại vì em vô. Xỉm xì thử. Xỉm xì. Đó, thấy chưa? Xỉm xì. Một, hai, ba. À, rồi là cái búa lắm. Đi vô. Ngày hôm nay thưa quý vị thân mến là mọi người chơi rất là vui, hiện tại vẫn còn đang muốn chơi nữa và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Vô. Ôi, 2:30 giờ sáng tôi quay sớm rồi. Hết đen rồi. Nước trắng không mà hết đen rồi. Trời. Nước đắng giả tật. Em không được giả bà nha. Rồi qua đây. Nuốt hết luôn á. Con ba trứng đặt xuống trán chú. Là nó có bị chảy máu không ta? Không, bây giờ chảy máu. Ủa, tính đập thì chảy máu hả? Ra lấy cục đá kìa. Ủa con, sao mặt con bị dính gì đen đen vậy? Lâu. Trời, chú lột kêu là mặt con bị dính gì chứ chú lâu giùm cho con. Đây là thời điểm con trả mối hận đó. Đau không chú? Không đau, không đau. Con đập thì chưa chuẩn, con đập ở trên cho nó chạy chạy xuống, hiểu không? Dạ. À. Con bé ngoan à, nói cái đầu nghe đó à. Con đập nhẹ thôi, đập mạnh nó văng người con. Dạ. Nhẹ là nó chạy xuống. Đau chú, chú. Đập, rồi con đập nó bể được rồi, sao con đập giống như con tán vô đầu chú vậy Tiểu Vy? Vậy là đập nhẹ hả chú? Để con chặn xuống mà sao nó không bể vậy? Mạnh lên con, nhẹ quá. Mạnh nữa. Trời ơi, con làm gì nó mới... Ây da, mấy cái miếng như vậy nè, nó đâm chúng mới đau đó con à. Nó làm nhẹ cho chú đỡ ẩu, cho chú đỡ ẩu, cho chú đỡ ẩu. Rồi, rét cái đen vô. Thấm vô đó. Xong rét lên cho nó đẹp. Rồi, thật là buồn bã. Trời ơi, mình thua gì mà 3-1 luôn. Đây. Trời sao nhúng dữ vậy. Ừ. Quá trời luôn.
dữ vậy con hả? Rồi đắp cái giấy lên đi con. Rồi giữ im đó. Thật là khủng khiếp quá. Đưa tay ra nào. Đó là tác phẩm của bạn Tiểu Vy. Không phải đồng đội của em. Chuyển anh lên tiếng trên đi. Em thiết thấy là cái hình phạt này quá khủng khiếp à. Cho nên hai cô gái xinh đẹp ở đây mình chỉ chọn một trong ba hình phạt thôi. Một trong ba cũng được, nhưng mà với điều kiện là phải vượt qua được quà của chương trình chứ đâu không không được. Đồng ý không? Đồng ý là chứ sao, giờ giờ tôi bị rồi. Nếu mà tôi mà không đồng ý thì nói là tôi ép đồng đội tôi. Chứ thật sự trong tâm tôi là tôi không đồng ý đó. Tôi không đồng ý đó. Tỉnh Đồng Nai là giáp với lại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Trời ơi chết rồi, tỉnh địa rồi. Ý nữa. Nếu thắng thì được chọn một trong ba. Nếu thua là cả ba cái này. Tỉnh Đồng Nai có những thành phố nào? Long Khánh nè, Biên Hòa. Chính xác. Em chọn nước đắng. Nước đắng. Uống qua 50 đi, hồi nãy nó nhả vô có một chút rồi. 50 lận, mới có 20 thôi. Em thấy chưa? Em phải uống một ót, bịt mũi lại. Em thấy chưa? Không phải, hồi nãy là em với chị Ngọc Đức phân tích nó sao cái ly của anh luật đậm quá. Chắc là nước đắng có 2 ly, còn lại chắc nước sâm. Sâm. Sâm đắng, sâm ngọt, đúng rồi. Chưa hết 50 nha. Chưa hết 50. 50 phải như tôi mới là 50. Rồi. Nuốt vô chưa? Nuốt vô. Bằng. Quá trời. Nuốt vô. Đây khung qua kìa. Khung qua kìa. Giang. Cho tròn chủ đề. Cái nào cũng được. Con học được không? Được. Cứu đồng đội đi nè. Được rồi, để anh ra tay. 3 cộng 5 nhân 2 trừ 6. 3 cộng 5 nhân 2. 5 nhân 2 là 10. 10 cộng 3 là 13 trừ cho 6. 5 4, 7 7 7 7 7 7 đúng hay không ạ? À? Được. Chắc chứ. Nhân chia trước cộng trừ sau. Chọn. Nặng lắm quá chị. Cái này tốt mà, tốt cho dài dày lắm. Uống một hơi thôi đừng có nhấp, đúng rồi. Trời ơi, con bé uống hết luôn. Bà tốt, tốt cho bao tử đúng không? Quá tuyệt vời. Ôi chị khè chi cho trời. Không ai anh có vẻ cay con cú vậy. Đắng quá, mà sao tụi nó sướng quá vậy. Nói chứ, mấy cái này là ở nhà em uống hoài nên không sao. Như vậy là ngày hôm nay chỉ có một mình Tiểu Vy được hành hạ chủ lực mà thôi. Cặp đầu tiên sẽ là Lily đòi chơi với anh Luật. Từ khóa đầu tiên có 3 chữ. Thắng thì đọc trước. Dạ, thắng thì đọc. Ok, thắng thì đọc trước ha. Ok, 1, 2, 3, 3. Ồ, thấy chưa? Sao? Rồi, cái từ của chúng tôi là rất rắn rỏi. Một chữ. Rất rắn rỏi. Rất rắn rỏi. Rất rắn rỏi. Rất rắn rỏi. Nhanh lên mới được. Rắn rỏi. Rất rắn. Anh bị lượng rồi. Đúng rồi. Anh bị lượng anh nhịp rồi. Đâu lượng đâu. Anh thôi, bị lượng rồi. Anh bị mất nhịp. Được rồi, 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 rồi. Hai lần rồi. Yeah. Đâu có. Thôi, hai lần chưa chưa. Yeah. Thăng chiến. Tức là chúng ta có luật ha. Phải đập theo nhịp. Tạt, 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 tạt. Nếu mà hai lần thì không sao. Nhưng mà lần thứ ba khựng hơn đối thủ là mình bị. Yeah. Hai, ba đập lại. Chưa có. Rồi, đập. Rất. Rắn. Rõi. Rất. Rắn. Rõi. Rất. Rắn. Rồi. Rồi. Không anh Luật có tóc rồi nè. Anh Luật có tóc rồi. Trời ơi, mọi người phối hợp nhịp nhàng em. Con bé thì ấy là cô có tóc rồi. Cặp tiếp theo. Chị. Chị. Mạnh lên, đừng như Lily. Anh muốn em chấm vô một cái. Em tát một cái bất tỉnh luôn ra. Cái gì vậy? Đúng mày thử thôi. Rồi làm đen hết cái này của người ta. Sao giờ anh khó với em người quá. Người ta bỏ bên, bỏ bên một màu. Em nhìn đi, em nhìn đi. Có gì vậy làm sao mà chơi, chơi, chơi. Rồi, từ của chúng tôi là mặt, mọc, mụn, quả tu xì. Dễ đẹp ngọc. Quả tu xì. Anh trước đó. Được, đọc. Mập. Mộc. Mụn. Ê, người ta làm mặt mà anh làm mập. Chữ T. Cái mặt á. Đọc sai dính tờ. Người ta làm mặt, anh làm mập. Mạch, mộc, mụn. Mạch nữa kìa. Mạch. Cái mặt. Cái mập. Mụn. Mặt.
Mặt, cái mặt là chữ C. Cái mặt, cái mặt là chữ T. Cái mặt là như này nè. Thôi, em xin lỗi. Không bậy. Thôi, em xin lỗi. Em đứng đây nghe rõ. Tức là này, đời đời, tức là trọng tài nữa này. Vinh đang cố tình đập cho đúng chính tả về miền Nam, về miền Bắc luôn là CT. Để cho nó đừng có lộn nhau. Là cái mặt mình đấy. Các bạn ạ, nhưng mà dạ thì nghe nghe mập mờ là mặt đó. Hiểu lầm thôi. Đó là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi anh ơi. Rồi. Em ơi, em làm ơn đừng có đọc chúng đúng chính đại. Ok. Em cứ mặt giùm anh đi. Rồi ta. Rồi. Sang sổ sàng. Sang sổ sàng. Sang sổ sàng. Sang sổ sàng. Xong xong. Xong rồi đây. Hai tay. 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 Này thì xong. Này thì xong. Đây là dấu ấn âm dương trắng đen này, dấu ấn âm dương luôn. Một đều nha, một đều nha, giống như là ôi đừng quá chị Trang. À, dùng có chó đốm này. Lại đây ơi vị chị Trang mang chó đốm luôn á. Nó lại thiệt hay không? Dùng có chó đốm này. Người ta quên chạy. Về là kẹo chó đó. Vậy mà kêu lại này. Như con muốn khám. Quý vị thân mến, đây là trò chơi cuối cùng của bảy nụ cười. Thưa quý vị thân mến, trò chơi của chúng tôi nó quan trọng là phải có cặp đấu thì nó mới hấp dẫn. Và bây giờ sẽ là 4 cặp đấu tiếp theo. Khách mời được chọn trước con gái, ưu tiên con, cô muốn chọn ai để đấu bên kia? Con chọn anh Luật. À. Lại là anh. Tại em thấy anh chưa dỗ. Trời ơi, anh ơi. Con nói hay nhất trong ngày luôn. Chú đã từng dạy con sống trên đời này phải khiêm tốn. Lát nữa cái mặt tay quầy đừng trách gì nha. Không. Rồi, cặp thứ hai là ai? Em và Trương Thế Vinh. Cặp thứ ba? Anh Tú và chị Lan Ngọc. Vậy thì cặp thứ tư, Thúy Ngân sẽ chơi lại với lại Tiến Lực. Hả? Rồi, trò chơi như sau. Chúng ta có quả bóng bàn. Chúng ta sẽ thả không được vượt qua cái mức đen vàng này. Rơi vào vị trí nào chúng ta sẽ được điểm ở vị trí đó. Thành viên nào sau 3 lượt thảy thấp điểm hơn đối thủ của mình thì sẽ bị đập trứng vào đầu. Và dĩ nhiên chúng ta có một vị trí là đổi điểm. Có nghĩa là sau 3 lượt thảy mà rơi vào đây, điểm của mình sẽ chuyển toàn bộ cho người kia. À, cái này không phải là giải đặc biệt các bạn. Đó là hên xui, có lúc là đặc biệt. Có lúc là hình phạt. Ok. Và bây giờ cặp đầu tiên. Vô. Luật và Ly. Khoan, chưa. Mình sẽ đập trứng vào đầu khi mình thắng đối thủ. Có quyền thách đấu về trứng. Em trước đi. Con muốn đập mấy trứng khi con thắng? Anh nghĩ lên một trứng thôi em. Ba. Ôi, mạnh. Đồng ý không? Anh kèo thêm luôn anh. Nếu mà anh sợ thì anh có thể chịu thua. Trời ơi. Anh nếu như em thắng tôi là em đập tôi 3 trứng. Dạ. Tôi thắng em, tôi cũng đập em 3 trứng. Dạ. Để tôi là đàn ông, tôi sẽ đi trước em một bước. Ráng lên Lily. Một lần chạm duy nhất. Trời. Khoan, tới con. Cố lên Lily. Chỉ cho, đừng có giày, mà giày nè. Mắc gì không chỉ người ta vậy? Mắc gì thái độ với MC à? Chắc giờ được đâu. Đi luôn à. Thấy không? Chắc giờ làm được đâu. Chú Giang à. Nhiều rồi đó, gia lực ơi.
hai điểm cũng lượt được cuối đúng không? Lượt cuối đúng không? Có điểm là được rồi. Cô bỏ cái banh đó luôn hả chú? Cho em xin một nét nhạc hùng tráng ạ. Hùng tráng một chút ạ. Căng thẳng quá vậy? Tập trung nào. Vô. Khoan. Anh ta. Cho nó văng ra ngoài luôn, là thắng rồi. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Sao anh nhìn đồng đội tôi đi đây. Nhìn đồng đội tụi em đi. Đây, cái này là để... Rồi xong rồi, đừng nói gì hết. Lấy ba chứng đi. Rồi, ngồi xuống. Chưa bể. Này chín được rồi, nó vậy thôi. Bỏ, đau. Bé rất là nhanh nhẹn nha. Nhưng mà nó đây đánh đầu đập liền cô vị. Qua từ từ, sợ lắm đối thủ. hù nữa à. mạnh dây vậy, phải dây lên. Đúng rồi, tập từ từ thôi. Ủa đội nào đỉnh đầu tay đúng rồi nha. Đỉnh đầu tay đúng rồi nha. Ủa em bên đội nào vậy anh trai? Em bên đội nào vậy Tú? Em á bên đội trung lập. Ok anh trai, tôi nhớ em rồi. Chị nói để anh Lực chọn trước. Này em nghĩ là anh Lực dạ. Anh lớn cho nên em nhường, em không muốn làm như vậy. Anh thương em á. Em đây. Biết là em làm anh tốt. Anh không chọn 2K đó. Rồi, anh chúng ta có 2 lượt chơi cho 2 người. Ai chơi trước? Anh Lực trước. Ủa sao thứ mắc gì tự nhiên? Ok rồi anh chơi trước luôn. Chúng ta sẽ chọn trên hoặc dưới. Nếu cái số bốc tiếp theo trùng với số đang có thì cả hai đều bị phạt. Tiếp luật 50. Rồi Mie sẽ đoán. Tiếp luật sẽ bốc số tiếp theo là trên hay dưới 50. Ngọc có cao hơn dưới. Trên hay dưới? Nhưng mà chị nghĩ dưới. Chắc dưới á. Dạ thôi em tin đồng đội. Dưới. Rồi em mở. Ai mở? Bạn mở đi bạn, tôi không dám mở. Tự làm tự chịu đi. Y chào. Hai đứng. Ủa gì vậy? Đổ em, của em. Ủa em. Ông em sợ anh mà. Ủa em. Lỗi sao? Bé. Nhẹ hai bên này thôi. Người ta bên đội mình, nhưng mà nhà bên đây. Không tin luôn á. Không có, em lo cho anh. Không, em đừng có xạo. Tôi thua em vui. Không có, em lo. Em hút trọn luôn rồi. Hai trứng. Từ từ thôi, từng trái một. Xoa trên đầu. Đập vô. Hãy đặt vô trong đầu anh. Đau quá rồi. Một thứ nữa, ngẫu nhiên. À, đứng chín. Trời ơi. Chín nó mới đau. Trời ơi, đau để đi, nó nhảy xuống biển. Rồi. Đã đau lắm chị ơi. Bây giờ tới lượt Mie. Rồi. Bốc hả? 35. Sao anh không cho bạn bốc? Đây, bây giờ mới bốc. Bây giờ mới bốc nè. Trời ơi, vậy mới mệt tôi nè. Là anh Giang lấy cái đậu. Nó nằm giữa. Khó, 35 được khó. Giữa thế. Không biết được là. Trời, nhạt ghê vậy. Thật sự thì tôi không có sự may mắn với những con số. Nhưng tôi sợ. Đoán đi. Dưới. Lớn hơn nhiều thấy lắm. Thấy sao thấy trên nữa anh. Không, kệ anh đi, thua okay, chịu. Anh okay. Dơ rồi. Nếu phải thua em để em sạch sẽ, ok anh chấp nhận. Trời ơi. Ok, dưới bạn, dưới. Chúng ta hãy truyền sự may mắn cho Mie nè. Không, em không có may. Mie là truyền cho Mie. Dưới.
Rồi xong, rồi xong. Chết rồi, nghe quá à. Rồi. Hai cái luôn. Thôi nghèo ơi, hên quá. Nghe, hai trứng. Em ơi, cô chừng bước vô đây dơ nè, để nó qua đây nè. Thôi bảy trứng nha. Cái này nó đau lắm, em lựa trái này rồi. Sao đâu em, cứ tán vô đâu anh đi em. Anh xứng đáng bị ai già, anh xứng đáng bị ai già đau quá. Ôi hay vậy, chúng sống nữa. Không phải đâu. Chính. Trái nó đau. Ăn luôn. Cứ ăn luôn. Cái sân bài của ảnh một gà tám trứng. Sao hôm nay anh xui vậy Luật? Hồi nãy tự nhiên nhức vừa bỏ húi quá ta. Sao nên Luật xui vậy ta? Trứng nào mà thúi, trứng ok mà. Rồi cặp tiếp theo. Anh thấy con máu anh Luật ơi. Trời ơi em chọn anh Luật đi con. Không phải cái vỏ, em tưởng là máu. Trả thù.